Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, một dòng họ đang sinh hoạt bình thường. Bỗng nhiên những người trong dòng họ này đột ngột chân tay bài hoài rã rời, vài phút sau toàn thân tê liệt rồi bất động. Tuy nhiên căn bệnh sẽ tự khỏi sau khoảng 6 đến 8 giờ hoặc vài ngày tùy độ tuổi. Mặc dù đã vái tứ phương, đồng tư y kết hợp nhưng vẫn chưa ai có lời giải chính xác căn bệnh lạ này. Những lời đồn thổi cùng với những biểu hiện truyền đời khiến những người trong cuộc luôn nghĩ rằng tông họ Bình đang bị yểm bùa. Vậy dòng họ ba đời bị liệt đột ngột này, bị mắc phải bệnh lạ hay ma ám? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Nhiều năm về trước, nằm trong một nhánh nhỏ của họ Phạm, ông Phạm Văn Tỳ sinh được 10 người con, thì có tới 3 người bị di truyền chứng liệt đột ngột từ bố, gồm con trai thứ ba Phạm Văn Ngọc, con gái thứ năm Phạm Thị Hồng và con gái thứ sáu Phạm Thị Tuyết và căn bệnh di truyền ấy lại tiếp tục đeo bám dòng họ này đến đời thứ hai, khi ông Ngọc sinh được ba cô con gái thì lại có tới hai người mắc bệnh. Hai người con khác của ông Tỳ là bà Hồng và bà Tuyết, dù là phận gái nhưng khi sinh con, các con của họ cũng đều mắc phải căn bệnh lạ này. Khi được hỏi về căn bệnh lạ của gia đình, bà Hồng không giấu được sự lo lắng và buồn bã, bà cứ nhắc đi nhắc lại câu nói, không hiểu dòng họ tôi có bị yểm bùa hay không nữa, nếu không thì sao lại nhiều người bị đến thế. Nói rồi bà Hồng kể lại cái lần đầu tiên bà mắc chứng liệt đột ngột. Tôi bị bệnh này sớm lắm, từ khi mới 9 tuổi cơ. Hôm đó là ngày cưới của chị gái tôi, khi nhà trai chuẩn bị đến đón dâu thì đột nhiên người tôi như muốn khuỵu xuống chân tay bại hoại, đứng không vững, phải tìm ngay một góc kín để nằm. Sau đó cơ thể từ phần cổ trở xuống cứ bất động dần. Mặc dù vẫn tỉnh táo nhưng tôi lại không thể nào nhúc nhích chân tay. Mặc dù đã từng chứng kiến bố mình bị thế, nhưng lần đầu tiên mắc bệnh đó, bà Hồng vẫn không tránh khỏi hoang mang sợ hãi. Bà Hồng kể. Lúc bé bị bệnh tôi chỉ thấy sợ hãi thôi, nhưng sau này khi đã trở thành thiếu nữ tôi tủi thân lắm. Lần nào bị tôi cũng khóc, tôi cứ nghĩ mình mắc bệnh thế này, chắc gì đã có ai dám yêu thương mà lấy làm vợ. Bà Hồng vẫn thường được mẹ kể cho nghe câu chuyện về bà nội của mình. Hồi đó nhà bà Hồng thuộc tầng lớp địa chủ giàu có. Bà nội của bà chẳng may mắc bệnh lạ, cứ một thời gian lại bất tình lình bị liệt. Khi đó, gia đình bà Hồng đã đón một ông thầy la người Tàu đến để chữa. Ông thầy này rất giỏi nên đã chữa được khỏi bệnh cho bà nội của bà Hồng. Thế nhưng nghe nói phí chữa bệnh mà ông thầy người Tàu này đưa ra quá cao, gia đình đã không thể đáp ứng được yêu cầu đó, nên ông thầy la người Tàu đã uất ức và yểm một đạo bùa. Ông ta còn nói thẳng với gia đình bà Hồng rằng sẽ yểm bùa cho ba đời bệnh không bao giờ khỏi và bùa yểm ấy đã linh ứng khi đến đời bố của bà Hồng là ông Tỳ và các anh chị em của ông Tỳ là bắt đầu phát căn bệnh liệt đột ngột này. Bố đẻ bà Hồng bị rất nặng, đến tận năm 80 tuổi sắp mất ông vẫn bị chứng bệnh lạ này hành hạ. Trong năm người anh em ruột thịt của ông Tỳ thì có tới ba người bị mắc cùng chứng bệnh ông tỳ chỉ là một nhánh của dòng họ phạm đang sinh sống ở nam định mắc phải căn bệnh liệt đột ngột này điều đó có nghĩa là hai người anh em còn lại của ông tỳ đã mang căn bệnh lạ này đi sinh sống nơi khác anh lê tuấn anh con trai út của bà hồng là đời thứ ba trong dòng họ bị mắc chứng bệnh lạ bản thân tuấn anh và mẹ chưa bao giờ đi thăm khám ở bất cứ cơ sở y tế nào anh tuấn anh chia sẻ nhà em ai cũng tin rằng dòng họ mình bị yểm bùa nên đi khám cho có thôi chứ biết là không khỏi cảm giác lúc sắp bị tê liệt rất khó chịu người vẫn bình thường nhưng không cử động được mũi đốt kiến bò chỗ nào vẫn biết nhưng không sao cử động được chân tay cứ nhũn ra như sợi bún nằm lâu một tư thế mỏi và đau nhức vô cùng phải nhờ ai đó xoay người giúp Bình thường em chỉ bị 6 đến 8 giờ, ngủ một giấc dậy là khỏi, nhưng có hôm em bị 3 đến 4 ngày liền, nằm bẹp một chỗ, ăn uống phải có người đút vệ sinh tại chỗ. Mắc bệnh lạ này em không dám đi đâu xa một mình, công việc và cuộc sống cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, nhiều hôm đang đi ngoài đường thấy có dấu hiệu là phải đi thật nhanh về nhà ngay hoặc nằm nghỉ ở đâu đó. Anh Lê Tuấn Anh có lẽ là người bị bệnh nặng nhất trong dòng họ Phạm. Có thời điểm chỉ trong một thời gian ngắn mà Tuấn Anh bị liệt đột ngột đến vài lần. Nhiều khi đang ngồi chơi máy tính, đột ngột Tuấn Anh thấy chân tay mình nặng trịch, cố ngồi thêm lúc nữa. Anh không thể tự đứng dậy, hai đầu gối cứ trói ra dưới sức nặng của cơ thể. Bạn của Tuấn Anh phải xốc anh ra khỏi ghế cho ngồi tựa vào tường, nếu không cả người sẽ đổ sụp xuống. Trong số ba người con của ông Phạm Văn Tỳ mắc bệnh thì có lẽ ông Phạm Văn Ngọc là người chịu khó đi khám nhất, hễ cứ nghe đồn ở đâu có thể chữa khỏi bệnh là ông lại khăn gói lên đường, không giống với hai người em gái của mình mắc bệnh từ khá sớm, lên 18 tuổi ông Ngọc mới phát bệnh. Ông kể thời gian trong quân ngũ, tôi bị tê liệt liên tục, có khi bị 3 đến 4 ngày liền, y sĩ trong quân đội khám bỏ tôi, bị bệnh thần kinh khả liệt. Hiểu nôm na là khi làm việc quá sức, thần kinh nó tự nghỉ, sau một thời gian phục hồi nó lại trở lại bình thường. Năm 2009, con gái của ông bắt đầu phát bệnh, đưa con đi khám ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, thì các bác sĩ nói con của ông bị thiếu kali trong máu và kết thuốc viên uống bổ sung kali hàng ngày. Từ đó đến nay, hễ cứ thấy bứt rứt chân tay là con gái ông Ngọc lại uống ngay một viên. Bệnh vẫn diễn ra nhưng thời gian tê liệt giảm xuống. Nhiều người trong dòng họ phạm tin rằng sở dĩ họ mắc chứng liệt đột ngột ấy là do lời nguyền của ông thầy La Người Tàu. Thế nên họ đi cúng lễ khắp nơi, lên Lào Cai, Yên Bái, thậm chí sang cả Trung Quốc nhưng bệnh vẫn không khỏi. Có một điều đặc biệt trong diễn tiến của căn bệnh này là tuổi càng cao thì bệnh càng có chiều hướng tuyên giảm. Những người trạc tuổi như bà Hồng, ông Ngọc trong dòng họ đều rất ít tái diễn bệnh, thi thoảng vài tháng hoặc một năm bị đôi ba lần. Trong khi lớp thanh niên tuổi đôi mươi lại bị tương đối nặng, thường xuyên và trai bị nặng hơn gái. Tính tới đời con của ông Ngọc, bà Hồng, bà Tuyết và nhiều người khác nữa là đúng tròn ba đời bị mắc chứng bệnh lạ Hiện đã có những đứa trẻ được sinh ra ở đời thứ tư nhưng chưa có biểu hiện mắc bệnh bởi tính về độ tuổi phát bệnh trung bình thì chúng chưa đến tuổi. Những người lớn tuổi trong dòng họ phạm đều phấp phỏng lo âu trong tương lai của những đứa trẻ đời thứ tư. Đó cũng là cách để họ kiểm chứng lời nguyền của ông thầy la người Tàu là thật hay chỉ là đồn thổi. Riêng với ông Ngọc, người hiếm hoi không tin vào bùa ngải thì tha thiết bày tỏ. Dòng họ chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng quan tâm và chữa cho khỏi bệnh cho chúng tôi. Chúng tôi già rồi, bệnh cũng giảm nhiều rồi nhưng còn lũ trẻ, bệnh tật sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của các cháu. Vâng, cũng một vụ việc tương tự. Một trường học có 95 em học sinh nữ đã phải nhập viện do bị bại liệt hai chân, làm tới lên mối lo ngại về một căn bệnh bí ẩn. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã tiến hành tìm hiểu nguyên nhân khiến các nữ sinh gần như không thể đi lại. Vừa qua, 95 học sinh của trường trung học nữ sinh ST Teresa Eregi của thành phố Kakamega nằm cách thủ đô Nairobi của Kenya 374 km về phía tây bắc đã phải nhập viện do bị liệt hai chân, làm giấy lên mối lo ngại về một căn bệnh bí ẩn. Căn bệnh lạ này khiến nhiều phụ huynh hoang mang lo lắng. Họ yêu cầu giới chức phải tìm ra lời giải cũng như biện pháp bảo vệ con cái của họ các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng các nữ sinh đang gặp phải tình trạng khiến chân bị tê liệt và bất động. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Kenya cũng cho thấy nhiều em học sinh gặp khó khăn khi di chuyển bình thường. Bà Bernard Wesonga, quan chức y tế của hạt Kakamega nói với truyền thông, họ đã thu thập mẫu máu nước tiểu và phân của các học sinh và gửi đi xét nghiệm để xác định nguyên nhân của căn bệnh lạ tuy nhiên cho đến nay nguyên nhân chính xác khiến các nữ sinh bị liệt vẫn chưa được xác định trong khi chờ kết luận ngôi trường này đã tạm thời đóng cửa các nữ sinh mắc bệnh lạ cho biết họ cảm thấy chân bị tê và bất động một số người còn bị đau đầu dữ dội nôn mửa và sốt may mắn nhiều người trong số họ đã có tiến triển tốt hơn sau khi được điều trị Bà Bernard We Songa nói, một số học sinh có phản ứng tích cực với thuốc, những học sinh khác vẫn đang được chăm sóc y tế. Chính quyền địa phương đã kêu gọi các bậc cha mẹ giám sát con cái chặt chẽ trong khi giới chức y tế làm việc để xác định nguyên nhân của căn bệnh bí ẩn và đưa ra các biện pháp ngăn chặn. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.